Tệ quá trời, những ngôi sao tài danh đang ngồi ở bên trong để chuẩn bị phục vụ cho tất cả quý vị. Và chắc chắn rằng chương trình Văn nghệ trong môi trường ngày hôm nay sẽ làm thỏa lòng tất cả quý vị, bởi vì những gương mặt này mà chúng ta đã vô cùng yêu mến từ mấy chục năm qua. Và tạm biệt với Thanh Duy, luật xin mời tất cả quý vị sẽ một tràng vỗ tay nồng nhiệt chào đón nữ nghệ sĩ cải lương có hơi dài nhất Việt Nam, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Phương Hằng xin kính chào quý vị khán giả với lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vâng, và Phương Hằng cũng cảm ơn Ma Thúy Quyển đã gieo duyên cho Phương Hằng để mà có mặt hôm nay trong ngày cúng bà. Cho nên là Phương Hằng cầu nguyện xin bà và gia hộ phù hộ cho má luôn luôn có nhiều sức khỏe để mà đi về, để mà có những cái chương trình như thế này, anh em nghệ sĩ cùng hợp mặt với nhau vui vẻ và phục vụ cho quý vị khán giả. Và cũng chung cầu nguyện xin bà gia hộ phù hộ độ cho khán giả luôn luôn có sức khỏe an khang thịnh vượng và già làm ăn phát tài. Và tiếp theo đi thì Phương Hằng sẽ trình bày với một bài tân cổ được mang tên Gánh Mẹ, lời cổ của thầy Thích Nghiêm Bình, lời nhạc của Watt Ben, xin mời cùng thưởng thức. Nặng thương thấm mê tình, một đời mẹ gánh nhục dinh, gánh đời gánh đạo gánh tình nước nga. Thiêng liêng cao đẹp nhất trên
nghèo mà tâm hồn căng thẳng, thiếu hạnh thương lần như hoa mộng hoa mơ. Con nhớ mẹ hiền kể chuyện thuở còn thơ, mạnh con khóc mang muốn tiền liên cứu mẹ, bao hiếu mẹ cha thân tâm còn mạnh khỏe. Đừng để mẹ đi rồi con quạnh quẽ mồ côi. Tội này gánh sao mẹ ơi, sống biết ra sao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Trời còn đứa còn non, con xin gánh mẹ đào con cho tròn. Mẹ là cánh cò quê hương, là chim dương nga giữa mùa đông. Mổ thịt nuôi con quên đi bản thân mình. Con gánh mẹ trên vai nghe hoàng nặng ấm tình, một kiếp phù sinh một nỗi niềm sâu kín. Chữ hiếu chưa tròn sao hạnh phúc giữa cảm ơn tiếng hát rất là ngọt ngào của ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Quý vị ơi, lì xì cho chị một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Vâng, xin thật cảm ơn tình cảm thân thương của quý vị rất nhiều. Kính thưa tất cả quý vị, vì chương trình bên trong còn rất là dài và quá nhiều những ngôi sao sân khấu